Xin kính chào quý các bà con, quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Khả Năng Ô Tô chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Địa chỉ An Lão Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay Khả Năng có về một bộ đôi Ford Everest máy dầu biển Nghệ An 37A28454 và 37A60467. Xe của bác nào thì anh em vào chấm phát cho nó vui nha. Anh em mua về em bán lại đây em phải lấy lời. Đấy. Thì đấy là cái nghề của em. Anh em có thể mua i10 thì đây một dàn xe i10, cả sedan 5 chỗ 2 đầu, cả số tự động, cả số sàn đầy đủ hết các bác nhé. Đến xem và mua liên hệ với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Không thì một bãi xe ở trong nhà kia anh em. Đấy, rất là nhiều xe để cho bà con lựa chọn. Thì đây em tập trung chính vào cái nhân vật chính của chúng ta thì một bộ đôi Ford Everest máy dầu. Dòng Ford Everest này thì nó thương hiệu của Mỹ sản xuất tại Việt Nam. Và nó sử dụng động cơ dầu nhé, máy dầu động cơ 2.4. Nên là nó rất tiết kiệm nhiên liệu, số sàn, số tự động đầy đủ hết. Anh em có thể lựa chọn là chiếc nào thì alo cho Khả Năng Ô Tô. Đời 2011 bên em chào bán mức giá là 398 triệu đồng chiếc màu phấn hồng này đây. Còn chiếc bên cạnh là một chiếc xe đời 2011 nhưng mà nó là phiên bản số sàn. Bên em đang chào bán mức giá là 379 triệu đồng, rẻ hơn 20 triệu đồng so với một chiếc số tự động. Thì có thể tự cân đối được, bà con thích chiếc nào số sàn màu đen thì anh em lấy số sàn màu đen, còn thích số tự động màu phấn hồng thì anh em lấy số tự động màu phấn hồng nhá. Đấy, đời rất là cao, vòng dòng Ford Everest này thì độ bền nó cũng rất là chắc chắn và bền nhé. Sử dụng máy dầu động cơ 2.5, số tự động thì tiêu hao tầm khuôn 8 lít dầu trên 100 km, còn ông này thì tiêu hao tầm 7 lít trên 100 km thôi. Mà dầu nó lại rẻ hơn xăng, trong thời điểm giá xăng đang lên cao thì giá xe máy dầu thì luôn luôn nó được ưa chuộng hơn. Và cái đời cao như này thì các bác cứ an tâm thôi, mới sử dụng được 9 năm thôi thì nó vẫn còn đẹp tầm khuôn 80-90%, nên các bác cứ an tâm về chất lượng máy móc. Còn gầm bệ khung gầm thì bên em có cam kết bằng văn bản cho bà con có bác anh chị là không đâm đụng va chạm ngập nước, nên các bác cứ an tâm về cái chất lượng chiếc xe bên em đang đưa ra. Thì chúng ta tập trung vào nhân vật chính thì nó là một đôi chiếc máy dầu. Em sẽ đi lần lượt từng chiếc một để bà con lựa chọn chiếc nào mà anh em yêu, phát alo gọi điện Khả Năng Ô Tô, chụp ảnh màn hình gửi cho em, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo 0326062789 nhé. Xe được trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS 4 bánh cả hai con luôn. Xi nhan gương tích hợp đầy đủ hết, đời 2011 lên form mới nó nhìn khác hoàn toàn so với form cũ đời 2009. Đấy, form mới nhìn cái mặt ca lăng nó cũng rất là đáng tiền anh em ạ. Đấy. Rất đẹp luôn, hai chiếc cùng form cùng đời. Nhìn nó khá là ok. Còn chiếc này thì nó có được trang bị thêm một đôi mày, đôi lông mày đây. Bên em gọi là lông mày của xe đấy. Còn đèn đóm anh em nhìn vô cùng sáng bóng này. Gầm cao bệ thoáng, đèn đóm rất là đẹp, sạch sẽ, không đâm đụng gì. Đăng kiểm tháng 10 năm 2022. Cái màu phấn hồng này cũng rất được ưa chuộng của các bác trung trung tuổi. Và đặc biệt anh em trong Nghệ An là rất thích dòng Ford Everest này nhá, cực kỳ thích luôn. Anh em toàn mua Ford Everest không à? Vì máy dầu mà các bác thứ nhất là ở trong đấy thì cũng là vùng đồng trung trũng thì anh em cũng muốn một cái xe gầm cao thì một chút đi nó sướng, xong máy dầu thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn so với dòng máy xăng. Và các bác cũng có điều kiện nữa, anh em toàn người giàu mới mua được cái dòng này thôi. Vì nó đắt hơn giá máy xăng rất là nhiều. Đấy. Về nội thất đây thì anh em có thể nhìn thấy này. Keo chỉ nó zin từ trong ra ngoài anh em nhìn không? Đời 2011 nó cao, đời cao mà nó zin hết. Cái này không phải là do đời cao mà nó zin mà do người ta sử dụng nó chăm chút xe anh em nhé. Người ta chăm sóc, các bác cái chăm sóc xe nó đầy đủ. Đôi khi anh em nước non ở đây người ta lau chùi hết thì nó không bị bám nước, thì nó không bị kiểu bị han mọt đấy. Thì bao giờ nó cũng đẹp hơn so với những chiếc xe mà anh em vất vạ, xong vất công trình công trường, ăn suốt ngày vất đi, vất chỗ lọ chỗ kia, xong năng quăng người này cho mượn, người kia cho mượn, sau này nó hỏng mà. Đấy, nên mọi người cứ phải giữ xe làm sao cho nó ok nhất thì nó sẽ giữ được chiếc xe nó đẹp mãi mãi, và sau này nó bán giá, bán thì được giá cao hơn. Những người nào mà các bác làm có tiền tầm ngày đời 2011 mà mua được chiếc này đấy, vì bây giờ anh em có tiền mua Lexus rồi, khả năng người ta làm ăn ra nhiều tiền là người ta mới bán đấy các bạn. Đấy, đây mà vẫn còn gần 400 đây, đời 2011. Dòng này nó bền lắm các bạn, chân nỉ nguyên bản bọc linh đông, nội thất như mới, sáng choang. Đấy, các bác nhìn không khoan đục nhé, không có đồng hồ tính tiền. Dòng này thì chẳng ai làm taxi cả, taxi người ta hay làm Innova. Đấy, thì cái này chủ yếu người có tiền mua về đi, hoặc là doanh nghiệp các thứ mua về đi nhiều thôi. Các anh em có thể nhìn thấy cái phần vô lăng của nó không? Mới đét. Cái mặt vô lăng vừa mới đét luôn. Mặt còi không hề có một chút nào gọi là gợn sóng, hoặc chút nào là gọi là mà mòn cả anh em ạ, nhìn này, củ số đây. Đấy, mặt tapno đây các bác nhìn này. Rất đẹp. Sạch sẽ và đẹp. À, ghế thì hai ghế trước người ta bọc bằng cái áo ghế, nhìn cũng đáng, rất là đáng tiền rồi, sạch sẽ, áo ghế đẹp đấy. Đằng sau thì là ghế da nguyên bản theo xe từ đầu đến bây giờ đây, nguyên bản từ đầu nhé, nhìn biết ngay. Sau nữa thì vẫn có áo ghế đây, anh em thích bọc áo ghế thì bọc, không bọc thì bỏ ra. Đấy, rất đẹp, perfect luôn, hoàn hảo, keo chỉ zin
Zin Z đi, em quay kỹ cho bà con ngắm này. Zin Z này. Cái này không phải là han mà nó bị bong sơn anh em nhé. Không phải han, không phải mọt gì đâu. Anh em có thể đóng mở nhiều thì nó sẽ quả quẹt vào đây thì nó sẽ tạo thành một cái chỗ để đựng nước thì nó sẽ kém kém đi. Nhưng mà nó còn nguyên đấy, không hề có bị han mọt. Đây các bác nhìn này, nội thất thì đằng sau thì là 7 chỗ, anh em có thể nâng được ghế lên. Hoặc là anh em để như này anh em đựng đồ. Đấy. Không xước sát thì nhiều, chứng tỏ là anh em không đi dịch vụ đâu. Đây keo chỉ thì nguyên zin đây. Đấy, nhiều anh em này bảo quan ngại là việc trong đấy thì gầm bẹ như thế nào. Thì đây, chỗ này đằng sau này có hơi sất sất một tí sơn thôi, chứ không vấn đề gì cả nhé. Cái này gọi ngoài da thôi anh em, không việc gì cả. Đây, gầm bẹ đây. Ui dồi, nó sáng này. Ui trời, nó mới như đét đẹt nữa, nó đã han mục mọt gì đâu anh em. Đây, chỗ này là cái chỗ mà nó, chỗ này thì nó hơi hơi bị màu một tí này anh em nhìn nữa. Màu nó hơi bị xỉn xỉn màu tí thôi, nhưng nó không bị đâm đụng gì đâu. Đây, mới đét luôn, chẳng phải làm gì cả. Keo chỉ zin đời 2011 số tự động nhé. Máy dầu giá có 398 triệu đồng thôi, còn bớt cho bà con, các anh chị quan tâm. Đấy, foil đét máy dầu đời cao, giá rẻ gần 400. Số sàn này phong mới nó đắt hơn phong cũ nha các bác nhé. Nó chênh nhau vài chục triệu đồng là bình thường. Đây, keo chỉ nó zin hết. Zin hết nhé, bảo tết hãng được. Xe này, kiểm tra cái máy phát xem nào. Kiểm tra cái máy phát xem sao. Máy dầu thì để cái xoắn xoắn nó biến mất rồi, chúng ta để phát ăn ngay. Đấy, 15 vạn anh em. Điều hòa thì không phải kiểm tra thôi, thằng này không mát không lấy tiền. Kiểm tra luôn cái phần con máy động cơ xem động cơ nó như nào, hoạt động ra làm sao. Máy dầu thì bao giờ nó lổ to hơn dòng máy xăng, nó không thể lổ bé hơn mà máy xăng được, vì nó sử dụng động cơ diesel. Thì đây là phần khoang máy của nó, máy zin luôn các bác nhé. Cam kết là máy zin, không có chảy dầu, chảy nhớt gì cả, đầu răng thắt xi còn nguyên. Đấy, lổ rất êm. Đây là cụm phanh ABS này. Đó. Phần keo chỉ cabo, ống lốp, phần đầu cabo còn nguyên zin hết. Mới đét, đầu răng thắt xi còn nguyên, không đâm đụng gì. Và máy nổ rất là êm, không hề có rung giật và không có chảy dầu chảy nhớt gì nha anh em nhé. Đấy, rất là khô này. Đây. Đó, an tâm rồi. Rất là chắc chắn mà mép cửa, mép cung là rất là đẹp. Đấy, tạm biệt các em phấn hồng này. Chúng ta đang gặp gỡ một chiếc thứ hai là chiếc số sàn cùng đời cùng phân khúc. Nhưng nó là số sàn thì nó rẻ hơn 20. 378 triệu còn bớt cho bà con, các anh chị nào quan tâm. Ford ES đời 2011 số sàn động cơ 2.4 đây, xăng tầm 7 lít. À dầu tầm 7 lít. Tính là giá xăng thì tầm 5 lít xăng thôi nên là nó khá là rẻ. Mà nó sơn màu đen thì sơn cũng như vậy thôi, căng bóng. Căng bóng. Nếu mà để mà chọn màu sơn thì em sẽ thích sơn màu đen này hơn. Vì độ bóng của nó nhìn cũng rất là ok anh em ạ. Na răng đúc thì giống nhau hoàn toàn. Đấy. Thương hiệu của Ford mà, nên cái na răng nó cũng rất là hầm hố, sâu hoắm vào trong này. Nó thiết kế theo kiểu những cái chiếc xe mà bán tải đấy, nhìn cái na răng của nó rất là yêu. Ốp bậc lên xuống này sạch sẽ, xi nhan gương tích hợp, giá lóc, vè mưa. Đấy, nội thất đây. Nội thất thì để mà độ nguyên bản thì hai chiếc này thì nó ngang cựa nhau, nhưng chiếc này thì em có vẻ như cái bộ ghế da này nó đẹp hơn, người ta bọc vừa bọc mới rồi. Thì đẹp hơn chiếc bên kia một chút. Người bên kia thì người ta bọc áo ghế thôi chứ bên trong thì em không nhìn thấy. Nhưng quả trần này thì nó không uy tín bằng quả trần bên kia. Quả trần này nó là trần mộc lại, trần mộc bằng dừa da 3D. Cái này là người ta bọc mà mất rất là nhiều tiền nhá, phải đôi 3 triệu nhá anh em. Nhưng mà nó lại không phù hợp với em thôi, rất phù hợp với rất nhiều người. Em không thích thế thôi chứ còn thực ra nó rất là đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy phần táp nô của nó rất là đẹp. Vô lăng của nó như vậy thôi, tuyệt phẩm luôn. Xuất sắc luôn. Zin hết đây này. Đấy, rất đẹp. Đấy, gầm cao bệ thoáng, con này nội thất đẹp hơn, tươi hơn. Và vì người ta bọc bộ ghế da mới thôi, chứ còn anh em bọc bộ ghế da mới dọn nội thất đi thì nó ngang cơn ngang cựa nhau. Đấy các anh em nhỉ, cái thầm da này sau này nó nặng đấy, nó nặng nó sẽ nôi những cái này xuống này, các bác nhìn nhá. Bên trong này nó là cái gì? Nó là cái ống điều hòa hay sao ấy. Nên là nhìn nó có vẻ nó chịu cũng đầu, mình không thích thôi. Chứ anh em có thể thay chân nỉ bình thường các bác nhé, hoàn toàn bình thường. Keo chỉ đây. Keo chỉ zin, không đâm đụng va chạm gì. Đó. Nó giống trước kia thôi nên mình quay nhanh hơn một chút nhé. Đây, cái con này nội thất mới hơn thật, đẹp hơn số sàn nhưng mà lại đẹp hơn. Bề nội thất gầm bệ đây, xanh ngắt này,
đẹp hết. Nói chung là gầm bẹ đời cao như này không phải no, vì cái gầm đã cao sẵn rồi, nước nó không ngấm lên được, không ngấm như cái dòng xe thấp. Mà anh em chăm chút về cái lau khô hoặc là để ráo này, sân chịu khó rửa cơ. Nhiều ông không chịu khó rửa là nó bám bụi bám bẩn vào, sau này nó ố ra, nó bị dạng như là nó ngấm nước vào nó bị han thôi. Chứ còn trên chiếc này mà anh em nào mà chịu khó nhé thì không bao giờ nó bị mọt đâu. Kể cả vùng nào thì vùng, nhiều anh em cứ đổi cho vùng miền cũng phải đâu. Vì do các bố rửa nước giếng khoan. Cũng như cùng với việc là anh em rửa bằng toàn nước sông nước suối thì mới bị thôi, chứ bình thường thì chẳng biết gì bị được, nước máy chẳng việc gì. Đấy, để cái sắn biến mất chúng ta cùng đề này. Đấy, máy chất như nhau luôn. Em này được còn trang bị thêm cả cái smart, màn hình smart ở trên kìa anh em này. Smart rear view mirror đi. Đấy thì nó có chỉ đường chỉ đung ở trên đấy cả. Không biết có căn lùi hay không, nhưng mà em thử gài cho lùi phát xem sao. Không hiển thị gì cả, đang khởi động. À có căn lùi sao đấy anh em. GPS các thứ, driving video như vậy là có cả video khi mình lái xe nữa. Rất là ok. Kiểm tra phần khoang máy đi. Máy dầu thì luôn luôn nó luôn luôn nổ to hơn máy xăng, nhưng mà nó lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thứ nhất, thứ hai mà nó sử dụng cái đây. Về phần đánh giá về máy móc thì em đánh giá chiếc này kém hơn chiếc kia một chút. Vì sao ạ? Vì nó đánh mất cái lắp này rồi. Mất cái lắp của cái chụp ngoài của cái máy. Mất lắp chụp ngoài nhé. Và chiếc kia thì mà máy zin, còn chiếc này thì kiểm tra xem nào. Khả năng cũng là máy zin nhưng mà mình không dám chắc. Con này máy zin luôn các bác nhá. Con này máy zin luôn này. Keo zin kia. Đấy anh em nhìn đây. Đấy. Nói chung nó chỉ có một số điểm là mình dự đoán được là máy zin hay không zin thôi. Thì em là thợ mà. Còn nhiều anh em đến xem kỹ thì các bác phải đến xem trực tiếp đây. Máy ngon hay không thì biết ngay. Nắm nút zin không bằng máy ngon anh em nhé. Máy cứ phải ngon thì nó mới là máy đẹp. Chứ còn máy mà đã zin nhưng mà máy nó phụt khói ra hay nó kém thì nó thật là các bác đây này, không hề có khói và không có băng dầu nhiều. Còn cái tỷ lệ băng dầu là phải có, tại vì máy nó hoạt động tốt thì nó mới băng dầu lên. Nó bơm dầu lên mặt máy. Nhiều anh em đến đây mở thấy nó bơm dầu tốt quá, anh em bảo úi giời con này băng dầu. Không phải đâu. Anh em phải biết xem xe máy dầu cơ. Máy này đang rất là ngon. Và đi nó bốc là được các bạn. Đi nó không ì nó đấy thì là được, đẹp. Đầu răng sắt xi, tai đèn các thứ nó còn nguyên hết các bác nhé. Đây này. Nguyên zin hết, không hề đâm đụng va chạm gì. Rồi như vậy thì vừa rồi khả năng ô tô vừa review báo giá cho mọi người xong một bộ đôi phôi lắp máy dầu đời 2011. Số sàn bản, số sàn có, số tự động có, với giá là 378 và 398 lần lượt. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo.